Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự về sôi động thị trường quất bưởi cảnh phục vụ Tết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Những ngày này, khi nhiệt độ giảm sâu, thị trường các thiết bị sưởi ấm như đèn sưởi, quạt sưởi, máy sưởi được người dân chọn mua rất nhiều. Sức mua ở những mặt hàng này tăng từ 10 đến 15%. Các thương hiệu thường được lựa chọn là sưởi ấm Ceramic, sản phẩm của Cory Home, Kangaroo và Sunhouse. Tại siêu thị điện máy này, tháng 12 năm 2020 đã bán được trên 150 sản phẩm dòng này. Do sức mua của người dân tăng, đồng thời ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng hóa khan hiếm nên những mặt hàng này còn rất ít trên kệ. Tuy nhiên, giá các mặt hàng vẫn giữ ở mức ổn định. Từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2021, lễ hội hoa Xuân Quan huyện Văn Giang lần thứ 2 đã diễn ra, thu hút khoảng trên 70.000 lượt người đến tham quan, thưởng hoa và mua sắm. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại rất tốt, góp phần quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương, kích cầu thị trường hoa cây cảnh cho người nông dân. Theo ghi nhận của ban tổ chức, sau lễ hội, lượng khách mua đã tăng từ 15 đến 20%, lúc cao điểm có khoảng 250 đến 300 đầu xe tải các nơi về mua hoa tại xã Xuân Quan. Được ưu trọng nhất vẫn là dòng hoa giỏ treo, hoa thảm như dạ yến thảo, ngọc thảo, sắc pháo, đồng tiền, vân vân. Tổng giá trị hàng hóa thu từ hoa của Xuân Quan năm 2020 ước đạt từ 150 đến 180 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của những biến động từ thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước biến động theo hướng tăng lên. Trong liên tiếp những ngày đầu tiên của năm mới 2021, mỗi lượng vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng lên mức 57,25 triệu đồng, mức cao nhất từ hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, giá vàng thế giới biến động không ngừng, sau hai phiên tăng mạnh thì đến ngày 6 tháng 1 lại quay ngang. Do vậy, giá vàng trong nước cũng sẽ có nhiều biến động trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp các ngả đường ở các địa phương có nghề làm quất bưởi cảnh của huyện Văn Giang như Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, thị trấn Văn Giang đều rất tấp nập cảnh bán mua. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây đã là cây bưởi thứ 10, có giá từ 80 triệu mà anh Tỉnh, một nhà vườn ở xã Liên Nghĩa, xuất bán trong năm nay. Rất nhiều công ty, đơn vị từ các tỉnh thành đã về tận các nhà vườn để chọn mua được những cây bưởi đẹp, đẳng cấp như thế này. Công ty cũng là một gia đình lớn nên tôi rất muốn được trang hoàng, tạo không khí Tết sớm với các loại cây cảnh. Từ lâu tôi đã biết Văn Giang Hưng Yên nổi tiếng cả nước về bưởi cảnh nên công ty cổ phần Sơn Windy Việt Nam chúng tôi đã tìm đến tận vườn để mua cây bưởi này và thực sự chúng tôi rất hài lòng về kiểu dáng cũng như chất lượng của cây. Tuy chịu sự tác động của dịch bệnh, nhưng theo các nhà vườn, giá bưởi năm nay vẫn ổn định. Đặc biệt, các cây bưởi to, sai quả, mẫu mã đẹp thì có giá nhỉnh hơn năm trước một chút. Phần lớn đều đã được đặt mua tại vườn. Bưởi thì nhà mình thì bán đi là Thanh Hóa này, cũng chuyển đi rồi là Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi là Phú Thọ. Bưởi và đắt nhất của vườn tôi năm nay là tôi bán ở cây bưởi là 80 triệu. Mức bình quân là nó rơi vào tầm từ 15 triệu đến 25-30 triệu. Giá cả thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng nên quất năm nay cũng đã được đặt mua buôn tương đối nhiều tại vườn. Mình ở bên Bình Minh, Thanh Hóa, Hà Nội sang bên này buôn quất thì thấy quất mới ở cây cối ở bên này năm nay là rất đẹp. Thế mà nhiều mẫu mã mới, giá cả rất hợp lý cho người dân. Mình mua mỗi loại tức là khoảng chục loại, mỗi loại mấy chục gốc. Vườn nhà tôi năm nay là một số dù lọ đỏ mới cả dù 50 thì hiện tại nhà vườn thì đã bán hết cái dù đỏ rồi thì chỉ còn một số ít cái dù 50 thôi. Mấy cả trâu trước là cũng ra hết, mấy cả hàng trứng thì cũng khách đặt hết rồi. Năm nay các loại quất chung với nhiều hình dáng vẫn là mặt hàng được ưa chuộng. Với nhiều mẫu mã kiểu dáng đẹp, người nông dân vẫn đặt niềm tin năm nay tiếp tục là một năm được giá với quất bưởi cảnh Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo và khéo léo của người nông dân nơi đây, đặc biệt là đặt quất trong những chiếc chậu hình con trâu như thế này phù hợp với năm Tân Sửu, cho nên những chậu quất như thế này vẫn rất làm hài lòng người tiêu dùng. Và đặc biệt là giá cả năm nay thì vô cùng hợp lý. Với giá chưa đầy 1 triệu đồng với những chậu quất như thế này thì có rất nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng đến với Văn Giang.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.